Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.